Năm ngoái khi mà nhận được lời mời tham gia vào chương trình The Remix, thực ra thì Đông Nhi cảm thấy rất là hào hứng bởi vì đây là một sân chơi hoàn toàn mới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, và thêm vào nữa thì đây là một một sân chơi có thể nói là nó rất là phù hợp đối với nghề nghiệp của Nhi, đó chính là ca sĩ, bởi vì là mình được thể hiện rất là nhiều trong chương trình đó, mình được thử sức mình với rất là nhiều thể loại, thì đó là một cái, với lại mong muốn trở nên mới mẻ hơn trong mắt của tất cả các khán giả của Nhi, nên là Nhi đã không ngần ngại để mà nhận lời ngay khi tham gia vào chương trình The Remix. Cái khó khăn lớn nhất có lẽ đó chính là chạy đua với thời gian, chạy đua với bài vở trong mỗi một tuần thi, bởi vì là khi mỗi một tuần trôi qua thì Nhi phải chuẩn bị một ý tưởng mới, một bài diễn mới, một bài phối mới kèm theo những động tác mới nữa, thì có thể nói là thời gian một tuần nhưng mà đúng ra là chỉ có 3 ngày và thậm chí là có hôm còn chỉ có 2 ngày để mà làm hoàn thành những gì còn dang dở, từ khâu ý tưởng cho đến quần áo và tập nhảy, tập trình diễn cho cái ca khúc đó, bởi vì là những ngày trước đó, từ 4-5 ngày trước đó là dành thời gian để nghĩ ý tưởng rồi, nên là lúc nào mình cũng trong cái tư thế là chiến đấu và rất là căng thẳng để mà mong muốn là mang đến cho tất cả mọi người một cái gì đó nó mới mẻ từ cái ca khúc mà đã cũ rồi. Thì đó cũng là một cái điều mà rất là hấp dẫn từ The Remix mà Đông Nhi thấy, đó là làm mới lại một ca khúc đã cũ. Sau khi trở thành quán quân The Remix thì Đông Nhi thấy là Đông Nhi được rất nhiều. Cái được ở đây đó chính là sự trưởng thành hơn ở trong cách làm việc của mình, sự chuyên nghiệp hơn ở trong việc xây dựng bài vở ý tưởng cũng như là việc luyện tập, và thêm vào nữa đó chính là được tình cảm của khán giả rất là nhiều khi mà mọi người đã ủng hộ Nhi, cũng như là các fan trung thành của Nhi đã sát cánh bên cạnh Nhi rất là nhiều khi mà Nhi tham gia chương trình từ những số đầu tiên cho đến cuối cùng, và đến tận bây giờ thì tất cả mọi người đã dành cho Nhi những tình cảm mà đối với Nhi thì đó là một điều mà không có gì có thể mua được. Nhi đã được biết đến dàn thí sinh khi tham gia The Remix năm nay, và thật sự mà nói thì năm nay dàn thí sinh The Remix cũng mang rất là nhiều màu sắc giống như năm ngoái vậy, và tất cả mỗi một người đều là một ẩn số rất thú vị mà chương trình sẽ từ từ khám phá ra, và Nhi tin chắc rằng là khán giả cũng sẽ như vậy, và tất cả những người nghệ sĩ như là Nhi và những người bạn tham gia vào số đầu và những người bạn khi mà tham gia vào The Remix năm vừa rồi. Và Nhi tin chắc rằng là tất cả những nghệ sĩ khi tham gia vào The Remix năm nay sẽ có những điều rất là hấp dẫn và thú vị, cũng đang ấp ủ trong lòng để mà chờ đón sẽ có thể làm một cái gì đó nó bùng nổ để dành tặng cho tất cả quý vị khán giả. Nhi thì cũng chỉ mới được biết chính đội thi của năm nay thôi. Tuy nhiên thì cũng có nghe rất là nhiều thông tin xoay quanh đội thi thứ 10. Và Nhi nghĩ rằng là nếu như mà đúng như những gì Nhi dự đoán về đội thi thứ 10 của chúng ta trong năm nay, thì chắc chắn rằng là chương trình The Remix năm nay sẽ rất là bất ngờ, sẽ rất là nhiều điều thú vị. Và Nhi cũng tin rằng là đội thi thứ 10 của chúng ta sẽ mang đến một không gian âm nhạc rất là hấp dẫn cho The Remix năm 2016. Thực ra thì Nhi cũng không biết khuyên các đội thi trong năm nay điều gì, nhưng mà rút kinh nghiệm từ năm ngoái thì có lẽ là tiết kiệm thời gian và sử dụng thời gian một cách thông minh trong một tuần là một cái yếu tố quan trọng nhất để các bạn có thể chuẩn bị được bài vở của mình một cách kỹ lưỡng nhất, và sự tự tin khi trên sân khấu cũng là một điều rất là quan trọng để mà có thể chiếm được cảm tình của khán giả cũng như là một số điểm thật cao từ ban giám khảo. Hy vọng là các bạn sẽ thật thành công trong năm 2016 nhé, và Nhi đang rất là nóng lòng để mà có thể xem và thưởng thức các đội thi của chúng ta trong The Remix năm nay. Với tư cách là một khán giả hâm mộ của chương trình, Nhi đang rất là nóng lòng chờ đợi điều đó, và hy vọng và xin chúc cho chương trình thành công tốt đẹp.